Rau củ thối dân đổ đi, Việt Nam vẫn nhập 80 triệu USD. Tháng 3, hàng loạt các mặt hàng rau củ rớt giá thê thảm, nông dân phải bỏ thối đầy đồng. Trái ngược lại thì Việt Nam chúng ta vẫn chi tới 76 triệu đô la để nhập các loại rau củ trong quý 1 năm 2018, có nghĩa là tăng tới 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê mới nhất của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì trong tháng 3 năm 2018, giá rau tại một số tỉnh, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc giảm mạnh. Cụ thể, tại thị trường rau củ tại Lâm Đồng và một số tỉnh miền Bắc thì khoai tây chỉ còn từ 10 đến 11.000 đồng trên 1 kg loại 1, hành tây khoảng 3.000 đồng trên 1 kg, giảm 4 lần so với trước Tết. Cà rốt thì giảm đến 5.000 đồng trên 1 kg, từ 25.900 đồng xuống còn 20.900 đồng trên kg. Bắp cải trắng thì từ 11.500 còn 9.500 trên 1 kg. Đáng chú ý là giá củ cải và su hào tại một số tỉnh miền Bắc chỉ ở mức từ 1 đến 1.200 một kg. Do đó thì xảy ra tình trạng nhiều nơi nông dân phải nhổ bỏ củ cải, bắp cải do giá quá thấp, không có người mua. Và để tránh thiệt hại quá lớn cho người nông dân thì cơ quan chức năng đã kêu gọi giải cứu. Cụ thể là giải cứu củ cải cho bà con nông dân ở xã Tráng Viện, Mê Linh, Hà Nội. Nguyên nhân chính vẫn do nguồn cung gia tăng với điều kiện thời tiết thuận lợi, trong khi nhu cầu thì cũng không đột biến. Trong khi nhiều loại rau củ giá giảm mạnh thì nông dân nhổ bỏ thay vì bỏ thối đầy đồng vì thừa cung thì lượng rau củ nhập thì lại tăng mạnh. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Nông thôn cũng cho thấy là trong tháng 3 giá trị nhập khẩu mặt hàng rau đạt 92 triệu đô, đưa tổng giá trị mặt hàng rau quả nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2018 đạt lên 340 triệu đô, tăng 47,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó thì mặt hàng rau ước tính là 76 triệu đô, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Và mặt hàng quả thì đạt 258 triệu đô, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất vẫn là thị trường Thái Lan, chiếm 45% thị phần, Trung Quốc xấp xỉ 20%. Trước đó thì theo một đại diện của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì 2 tháng đầu năm chỉ nhập khoảng 3.000 tấn, bao gồm các loại cải thảo, súp lơ, cải bắp trên tháng. Ngoài ra thì một số loại như hành củ, tỏi củ, khoai tây. Phụ huynh đánh giáo sinh suýt sảy thai, nhân chứng lên tiếng. Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi kể lại toàn bộ sự việc nữ phụ huynh đánh đập giáo viên thực tập suýt sảy thai ở Nghệ An. Cô Tạ Thị Nga là hiệu trưởng trường mầm non Việt Lào Nghệ An cho biết, việc phụ huynh lao vào trường đánh cô giáo thực tập đã khiến cho các giáo viên trong trường rất là sốc. Lãnh đạo nhà trường cũng đã đề nghị cơ quan chức năng sớm có kết luận làm sáng tỏ vụ việc để cho giáo viên yên tâm dạy trẻ, phụ huynh thì yên tâm đưa con đến trường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường cũng như cơ quan chức năng đã trực tiếp hỏi cháu Ca là lớp 5 tuổi về vết bầm tím ở chân trái. Cháu Ca trả lời, con bị chắn vào bàn đu quay ở sân trường, không phải là do cô giáo đánh. Cô Nguyễn Mai Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi, là người trực tiếp chứng kiến sự việc trên, kể lại. Hôm đó tôi và hai giáo sinh đang cho cháu uống sữa trong lớp thì bất ngờ phụ huynh của cháu Ca đưa con tới lớp rồi lớn tiếng hỏi, ai đánh mày? Cháu Ca vừa chỉ tay vào cô H thì lập tức vị phụ huynh này lao vào đánh đập tới tấp. Thấy vậy tôi và hai phụ huynh khác đến kéo ra can ngăn, nhưng vị phụ huynh này nắm lấy tóc của cô H quá chắc, vừa túm tóc vừa đánh cô H, rồi sau đó bắt cô H quỳ xin lỗi con mình thì mới tha. Vì sợ ảnh hưởng đến thai trong bụng nên cô H mới quỳ xuống xin lỗi cháu. Được biết giáo sinh H là sinh năm 1997, quê Hưng Tín, huyện Hưng Yên, Nghệ An, đang là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, mới về thực tập ở trường mầm non Việt Lào từ ngày 21 tháng 1, 2018 cùng với 17 sinh viên khác. Cô H được đánh giá là người nhanh nhẹn, hoạt bát và có năng khiếu đứng lớp, rất yêu thương trẻ con. Trả lời VTC News thì Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho hay, liên quan đến vụ việc trên, cơ quan công an cũng đã triệu tập bà Phan Thị Nghĩa, 35 tuổi, trú ở phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An để làm việc. Tại cơ quan công an thì bước đầu bà Nghĩa thừa nhận việc mình đã hành hung giáo viên thực tập H. Bà Nghĩa vẫn được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ cho công tác điều tra. Hiện tại thì cơ quan công an đang chờ kết quả giám định sức khỏe của cô H để hoàn tất hồ sơ rồi thống nhất với Viện Kiểm sát về hình thức xử lý đối với phụ nữ xông vào trường đánh học tập, đánh đập cô giáo thực tập có nguy cơ sảy thai. Sáng ngày 27 tháng 3 thì ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết, cơ quan này cũng đã có báo cáo gửi Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc giáo viên thực tập H bị phụ huynh hành hung tại trường mầm non Việt Lào tại phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An, xảy ra vào hôm 22 tháng 3 vừa qua.
Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Vinh tiếp tục nắm về sự việc, chỉ đạo trường mầm non Việt Lào sớm ổn định tình hình, đưa mọi hoạt động trở lại bình thường, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ giáo viên toàn ngành của thành phố Vinh. Ngành Giáo dục Nghệ An cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh chỉ đạo với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ sự việc và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh cũng cần chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử của nhà giáo, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng ứng xử các tình huống. Đề nghị khởi tố nếu đủ dấu hiệu phạm tội. Ngày 26 tháng 3, thì Công đoàn Giáo dục Việt Nam có công văn đề nghị Công an thành phố Vinh, Công an phường Trung Đô, Nghệ An điều tra xác minh vụ việc phụ huynh đánh giáo viên tại trường mầm non Việt Lào. Nếu có đủ dấu hiệu phạm tội thì đề nghị khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật. Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị sớm có giải pháp để xử lý và biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn học đường để các thầy các cô yên tâm công tác. Bật cười bức thư của anh lính cứu hỏa hướng dẫn cách thoát hiểm. Ngay sau khi đăng tải thì bức thư của anh lính cứu hỏa hướng dẫn các bạn bè phòng chống cháy nổ và thoát hiểm đã được lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội. Kể từ sau vụ cháy kinh hoàng tại chung cư cao cấp Carina Plaza, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều người lo sợ và tìm hiểu kiến thức phòng chống chữa cháy cũng như cách thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn. Mới đây trên mạng xã hội xôn xao bức thư của anh lính cứu hỏa hướng dẫn bạn bè cách thoát hiểm. Với văn phòng vô cùng hài hước và những kiến thức thoát hiểm thực tế, bức thư đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nguyên văn bức thư như sau. Ai rèn ghé qua đọc, nhất là mấy đứa ở chung cư, nhớ lấy vài điều vì tao không muốn nhận bạn bè trong tình trạng đen xì và khét mùi. Thứ nhất, chả có nhà nào an toàn 100% cả, do ý thức con người cả thôi, hoặc đen đủi do sự cố thiết bị điện, nhớ tắt các thiết bị điện khi không tiêu thụ. Cắt điện, cúp cầu dao khi đi ra khỏi nhà, đồ điện, dây điện cũ hỏng, không chấp nổi nữa, vứt đi, nguy cơ cháy nổ từ đấy mà ra cả. Thứ hai, một căn phòng 50m, khói lửa sẽ bao trùm kín phòng trong khoảng 3 đến 5 phút. Tuy nhà có nhiều đồ hay không, càng nhiều đồ cháy càng to, càng nhanh. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm và xử lý kịp thời thì không sao cả, thiệt hại ít, an toàn cả gia đình. Hãy mua ít nhất trong gia đình một cái bình chữa cháy, sử dụng được ngay khi khẩn cấp. Thứ ba, 90% người chết trong các vụ cháy là do ngạt khói. Cái này trên mạng nhan nhản, không vết nhiều, nhất là đối với chung cư cao tầng. Hãy mua cho gia đình mình mỗi người một chiếc mặt nạ chống khói, chẳng đáng bao nhiêu tiền, lại an toàn tính mạng, nhất là nếu ở chung cư. Thứ tư, nếu khi chung cư xảy ra cháy, xác định xem buồng thang máy thoát hiểm có khói hay không. Nếu không có khói thì ung dung vừa đi bộ vừa hút sữa, không cần chạy, trượt chân ngã vỡ đầu. Nếu bị nhiễm khói thì đừng có rút đầu vào, 100% là chết. Nếu thang thoát hiểm hành lang nhiễm khói nặng thì đóng cửa ở trong nhà, lấy băng dính dán tất cả các khe cửa lại để khói không lọt vào được. Cả nhà rủ nhau ra ban công ngồi uống cà phê, mẹ uống nước cam, con hút sữa, cầm đèn pin làm tín hiệu chờ tao đến đón bằng cái xe thang to to dài dài. Còn nếu khói theo đường ban công thì đeo mặt nạ vào ngồi im đấy mà thở, 100% sống an toàn. Nghiêm cấm chui vào webcam đóng kín cửa xả nước trừ khi muốn về với tổ tiên. Thứ năm, đừng có dài mà học theo phim buộc quần áo tạo thành dây để tụt xuống. Tầng 2, tầng 3 rơi xuống may gãy tay gãy chân, kém may thì sống thực vật. Tầng 4 trở đi thì đảm bảo chết. Thứ 6, khi có cháy hãy nhớ gọi 114, chỉ cần ấn 114. Ấn 043114, 024114 là gọi lên trời đấy. Chúc chung cư và ngôi nhà của các bạn không bao giờ gặp tớ. Chỉ sau một ngày đăng tải, bức thư đã nhận được hơn 3.000 lượt thích và 2.500 lượt chia sẻ. Trao đổi với báo chí, một cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết, những kinh nghiệm được chia sẻ trong bài viết là khá sát với kiến thức cơ bản. Vì cán bộ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc người dân cần học các kỹ năng về công tác phòng cháy chữa cháy tại công ty, cụm dân cư hoặc nơi cư trú. Vụ cháy chung cư Carina Plaza, chủ đầu tư lộ diện nhưng lạnh lùng trước nỗi đau của cư dân. Phải sau sự xuất hiện của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vào sáng ngày 25 tháng 3, phía đại diện chủ đầu tư chung cư Carina Plaza mới lộ diện bằng một thông báo nhanh số 1 số 26/TB-NSHG do ông Nguyễn Văn Tùng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh ký tên và đóng dấu ngày 25 tháng 3 năm 2018. Một thông báo mà theo các cư dân là hết sức lạnh lùng, thờ ơ trước nỗi đau của cư dân sau thảm họa cháy chung cư Carina Plaza ngày 23 tháng 3. Tại thông báo này nói là
nhằm kịp thời hỗ trợ cho cư dân Karina trong thời gian xử lý khắc phục sau sự cố cháy nổ, cho đến khi được tiếp tục vận hành công ty Hùng Thanh. Sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà 300.000 đồng trên một ngày trên một hộ. Thời gian hỗ trợ từ ngày 23 tháng 3 đến hết thời điểm công ty có thông báo chính thức về việc căn hộ tại chung cư Carina Plaza đã được khắc phục và đủ điều kiện sinh hoạt vận hành. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, thì cư dân chung cư Carina Plaza, điều quan trọng nhất là dân cư chúng tôi muốn chủ đầu tư phải giúp đỡ tức thời, tức là trong giờ khắc hoạn nạn khó khăn, chứ không phải là một lời nói hứa hảo mập mờ cho tương lai. Theo thông báo thì cư dân tự tìm nhà thuê, khi nào sửa sang chung cư xong, chủ đầu tư mới hỗ trợ tiền thuê nhà. Thời gian đó là khi nào, kéo dài bao lâu, 1 tháng, 3 tháng hay 1 năm. Họ đã quá thờ ơ lạnh lùng trước nỗi đau của chúng tôi. Các cư dân chung cư Carina Plaza là những nạn nhân của thảm họa cháy nổ ngày 23 tháng 3 vừa qua bức xúc. Trong lúc đó thì ngay tại buổi tiếp xúc với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vào sáng ngày 25 tháng 3, hơn 500 hộ dân tại chung cư Carina hiện đang rõng màn trời chiếu đất suốt 2 ngày qua đã gửi lên chính phủ, cán bộ, ngành trung ương và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh một đơn kiến nghị khẩn cấp. Tại đơn kiến nghị này thì các cư dân cho biết, nhiều vấn đề đã được báo trước từng xảy ra tại chung cư Carina, nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng của cư dân, nhưng chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư 577, công ty Hùng Thanh và công ty cổ phần dịch vụ địa ốc Sài Gòn đều đã bỏ qua. Thí dụ như là an toàn phòng cháy chữa cháy không được đảm bảo, thang máy thì liên tục hư hỏng, trôi tự do không được sửa chữa v.v. Đặc biệt vào lúc 17h45 phút ngày 22 tháng 3, đại diện các cư dân đã có một cuộc họp đối thoại với ban quản lý chung cư về 23 điều bất cập liên quan đến phòng cháy chữa nổ, an ninh, vệ sinh. Tuy nhiên thì ban quản lý vẫn thờ ơ, chậm trễ trong tiếp nhận và giải quyết ý kiến phản ánh thực trạng của cư dân. Chỉ 7 giờ sau đó, vào lúc 0 giờ ngày 23 tháng 3 thì thảm họa cháy nổ chung cư Carina Plaza đã xảy ra, khiến cho 14 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và hàng ngàn người bị khủng hoảng tâm lý, tài sản giá trị hàng tỷ đồng của cư dân bị thiêu rụi và hiện họ đang sống cảnh vô gia cư.